Cô Loan xin chào tất cả các em. Chào mừng các em quay trở lại với bài giảng ngữ văn lớp 6 bộ sách kết nối tri thức. Và hôm nay cô Loan sẽ cùng với các em học bài học thực hành tiếng Việt trong bài học số 6 chuyện kể về người anh hùng, trang 13, sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 tập 2. Các em hãy mở sách giáo khoa trang 13 ra nào. Trong bài học hôm nay cô sẽ cùng các em đi theo 3 bước. Bước thứ nhất, chúng ta sẽ đi vào phần khởi động. Bước thứ hai, chúng ta sẽ đi củng cố kiến thức. Bước thứ ba, chúng ta sẽ đi trả lời các câu hỏi trong phần bài tập trong sách giáo khoa. Nào, chúng ta cùng bắt đầu vào bài học. Phần đầu tiên, đó là chúng ta sẽ đi vào phần khởi động. Như vậy, em hãy đọc đoạn văn sau và cho biết những dấu câu nào được dùng trong đoạn văn. Buổi sáng của mùa xuân thật đẹp. Bầu không khí rất trong lành và mát mẻ. Ông mặt trời thức dậy sau một đêm dài nghỉ ngơi. Những cô cậu nắng tinh nghịch chạy nhảy tung tăng khắp mọi nơi. Hạt sương lao trong veo vẫn còn đọng trên lá. Khu vườn trước nhà đang tràn ngập sắc xanh với màu xanh của tảm cỏ, màu xanh của lá cây, màu xanh của những trái cây chưa chín. Như vậy, trong đoạn văn trên thì chúng ta thấy là có sử dụng các dấu chấm, dấu phẩy, dấu ba chấm, dấu chấm phẩy. Vậy thì công dụng của các dấu như thế nào? Hôm nay cô cùng với các em đi tìm hiểu bài học thực hành tiếng Việt, bài 6, chuyện kể về người anh hùng, trang 13, sách ngữ văn lớp 6, tập 2. Phần thứ hai trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ đi vào phần củng cố kiến thức. Trong phần củng cố kiến thức này thì mục tiêu của chúng ta sẽ tìm hiểu 4 phần. Phần thứ nhất, đó là chúng ta sẽ nhận biết được công dụng của dấu chấm phẩy. Về phần thứ hai là sẽ sử dụng được dấu chấm phẩy để viết câu văn, đoạn văn. Và phần thứ ba, đó là nhận biết và giải thích ý nghĩa của từ Hán Việt hình thành ngữ thông dụng. Và phần thứ tư, đó là phát hiện phép tu từ điệp ngữ và nêu tác dụng của phép tu từ điệp ngữ này. Trong phần củng cố kiến thức, phần đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phần dấu câu. Chúng ta sẽ xét ví dụ sau. Đọc câu văn sau, xác định dấu chấm phẩy và tác dụng của nó. Én bố mẹ tấp nập đi về, mải mốt mớ mồi cho con. Én anh chị dập dờn bay đôi. Én ra ràng, chấp chới vỗ cánh bên rìa hốc đá. Như vậy thì trong đoạn văn này là có bao nhiêu dấu chấm phẩy? Các em chúng ta xác định. Én bố mẹ tấp nập đi về, mải mốt mớm mồi cho con, chấm phẩy. Én anh chị dập dờn bay đôi, chấm phẩy. Én ra ràng, chấp chới vỗ cánh bên rìa hốc đá. Như vậy chúng ta thấy là trong cái đoạn văn này là có hai dấu chấm phẩy. Vậy thì công dụng của dấu chấm phẩy là gì? Trước tiên thì muốn biết công dụng của dấu chấm phẩy, chúng ta phải đi phân tích thành phần câu. Chúng ta đi phân tích thành phần câu cho cô. Én bố mẹ tấp nập đi về, mải mốt mớm mồi cho con. Đây là một cụm chủ vị. Tiếp theo, én anh chị dập dờn bay đôi. Lại một cụm chủ vị nữa. Én ra ràng, chấp chới vỗ cánh bên rìa hốc đá. Một cụm chủ vị nữa. Như vậy là có 3 cụm chủ vị. Đây chính là câu ghép có 3 vế. Các vế được ngăn cách với nhau bởi là dấu chấm phẩy. Đây chính là tác dụng của dấu chấm phẩy. Các em chúng ta phân tích cấu tạo câu ra xem để dấu chấm phẩy nó có tác dụng gì với thành phần câu. Thì là nó có tác dụng, đó là ngăn cách giữa các vế của câu ghép. Ngăn cách giữa các vế của câu ghép. Như vậy thì nói đến đây chúng ta lại nhớ đến các tác dụng của dấu phẩy. Vậy thì tại sao chúng ta lại không dùng dấu phẩy mà lại dùng dấu chấm phẩy? Chúng ta nhìn lên câu văn, nó cũng có dấu phẩy. Các dấu phẩy này nó được ngăn cách các cái bộ phận có cùng chức năng. Cũng là vị ngữ một của vế thứ nhất. Như vậy thì trong vị ngữ 1 dùng dấu phẩy, mà trong cái cụm chủ vị 2 lại dùng dấu phẩy nữa, thì khiến cho chúng ta nhầm với dấu phẩy trước đó.
Vì vậy nên chúng ta cần phải dùng dấu chấm phẩy. Vậy thì trong phần này chúng ta cũng rút ra một lưu ý. Đó là gì? Đó là sử dụng dấu chấm phẩy để ngăn cách các vế câu ghép trong khi câu đã sử dụng dấu phẩy. Như vậy thì nó giúp tránh nhầm lẫn giữa các bộ phận trong câu. Chúng ta sẽ sang ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai là đọc câu văn sau, xác định dấu chấm phẩy và tác dụng của nó. Cảnh đẹp của đất nước hiện ra trước mắt tôi, những cánh đồng bát ngát, đàn trâu thung thăng gặm cỏ, dòng sông lấp lánh, từng đoàn thuyền xuôi ngược đi về. Vậy ở đây, dấu chấm phẩy nó có tác dụng gì? Chúng ta cùng đi phân tích. Đây là một câu đơn. Cảnh đẹp của đất nước hiện ra trước mắt tôi. Nó liệt kê và có một dấu phẩy. Trước đó đã có dấu phẩy rồi. Vậy thì dấu chấm phẩy nó sẽ đánh dấu phần liệt kê, tức là phần liệt kê giữa cái cánh đồng đàn trâu ở trên cạn với dòng sông lấp lánh và đoàn thuyền xuôi ngược ở dưới nước. Vậy thì tác dụng của dấu phẩy dùng để gì nào? Để đánh dấu các bộ phận trong chuỗi liệt kê phức tạp. Trong mỗi nhóm thì có dấu phẩy đã được sử dụng rồi. Như vậy chúng ta thấy có tác dụng thứ hai của dấu chấm phẩy, đó là đánh dấu các bộ phận trong một chuỗi liệt kê phức tạp. Trong mỗi nhóm thì có dấu phẩy đã được sử dụng rồi. Như vậy thì chúng ta thấy là có hai tác dụng của dấu chấm phẩy. Tác dụng thứ nhất đó là ngăn cách giữa các vế của câu ghép. Tác dụng thứ hai đó là dùng để đánh dấu các bộ phận trong một chuỗi liệt kê phức tạp. Trong mỗi nhóm có dấu phẩy đã được sử dụng rồi. Để nắm rõ hơn về phần kiến thức thì chúng ta sẽ đi làm bài tập. Đó là tìm dấu chấm phẩy trong câu sau và nêu tác dụng. Cốm không phải là thứ quà của người vội. Ăn cốm phải ăn từng chút ít, thong thả và ngẫm nghĩ. Như vậy thì chúng ta thấy là dấu chấm phẩy ở đây dùng để danh dấu giữa hai vế của câu ghép. Đó là cốm không phải là thức quà của người ăn vội, chấm phẩy. Ăn cốm phải ăn từng chút ít, thong thả và ngẫm nghĩ. Như vậy là nó sẽ đánh dấu ranh giới giữa hai vế của câu ghép. Và cái tác dụng của nó đó là dấu chấm phẩy dùng để đánh dấu ranh giới giữa hai vế của câu ghép. Chúng ta chú ý như thế cho cô. Chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, đó là phần bài tập. Chúng ta sẽ đi vào bài tập 1 trong sách giáo khoa, trang 13. Đọc lại đoạn văn trong truyện Sơn Tinh Thủy Tinh. Một người ở vùng núi Tản Viên có tài lạ, vẫy tay về phía đông nổi cồn bãi, vẫy tay về phía tây mọc lên từng dãy núi đồi. Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. Một người ở miền biển tài năng cũng không kém, gọi gió gió đến, hô mưa mưa về, người ta gọi chàng là Thủy Tinh. Như vậy tìm và cho biết công dụng của dấu chấm phẩy trong đoạn văn. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là vẫy tay về phía đông nổi cồn bãi, vẫy tay về phía tây mọc lên từng dãy núi đồi. Đây là một câu ghép được tạo thành từ hai vế câu. Giữa vế câu thứ nhất, tức là phía đông, đã có dấu phẩy. Nên là ranh giới giữa hai vế trong câu ghép cần được đánh dấu bằng dấu chấm phẩy. Thứ hai, đó là một người ở miền biển tài năng cũng không kém, gọi gió, gió đến, hô mưa, mưa về. Đây là một câu ghép được tạo thành từ hai vế câu. Giữa vế câu thứ nhất, đó là gió đến, đã có dấu phẩy, nên là ranh giới giữa hai vế trong câu ghép cần được đánh dấu bằng dấu chấm phẩy. Như vậy thì tác dụng của dấu chấm phẩy là dùng để đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một chuỗi liệt kê. Đấy, đây là một bài tập 1. Các em chúng ta lưu ý ghi vào vở. Chúng ta sẽ sang bài tập 2, sách giáo khoa trang 13. Bài tập 2 yêu cầu chúng ta đó là viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu có dùng dấu chấm phẩy.
Như vậy thì cô gợi ý cho các em về làm bài tập này. Trước tiên thì chúng ta cần phải chọn chủ đề để viết. Cô ví dụ như chúng ta có thể là viết về chủ đề trường học, thiên nhiên, cây cối hay là nghị luận văn học. Hay là chúng ta viết về miêu tả những cảnh đẹp. Đúng nào? Thứ hai đó là các em ta nghĩ câu văn có sử dụng dấu chấm phẩy trước, sau đó chúng ta viết thành đoạn văn. Sau đây là cô sẽ có một đoạn văn mẫu để chúng ta theo dõi. Nhà em có cây mai đã 10 năm tuổi, thân cây to bằng cổ tay em. Dưới ánh nắng của mùa xuân, những nụ mai to nhỏ chen chúc nhau. Từng nụ đang e lệ lần lượt phô sắc vàng rực rỡ. Lá mai trốn đi đâu hết, chỉ có vài lộc đang mơn mởn xanh tươi. Cành cây vươn xòe ra bốn phía tạo thành tán tròn ôm lấy thân cây. Cây mai đẹp hơn bởi nó được đặt trong một chiếc chậu có hình rồng phượng bắt mắt. Người ta bảo ngày Tết chơi hoa mai tượng trưng cho sự trù phú sung túc. Như vậy thì chúng ta chú ý đến các cái dấu chấm phẩy. Ở đây chúng ta thấy là dấu chấm phẩy được sử dụng để ngăn cách. Đó là gì? Dưới ánh nắng của mùa xuân, hai chấm. Đó là những nụ mai to nhỏ chen chúc nhau, từng nụ e lệ lần lượt phô sắc vàng rực rỡ, chấm phẩy. Nó ngăn cách giữa nụ với lá. Đấy, đây, nó ngăn cách giữa nụ với lá. Tiếp theo là lá mai trốn đi đâu hết, chỉ có vài lộc đang mơn mởn xanh tươi. Đấy là chấm phẩy ngăn cách giữa nụ với lá. Và bây giờ là có một dấu chấm phẩy nữa ngăn cách với cành. Đó là gì? Cành cây vươn xòe ra bốn phía tạo thành tán nhỏ ôm lấy thân cây. Đấy, như vậy chúng ta thấy là cái dấu chấm phẩy ở đây nó dùng để ngăn cách giữa nụ mai, lá mai, rồi là cành cây vươn xòe. Đúng không nào? Như vậy thì chúng ta thấy là cái đoạn văn này, cái tác dụng của dấu chấm phẩy đó là dùng để ngăn cách. Đúng không nào? Dùng để ngăn cách. Và các em chúng ta có thể là viết những cái đoạn văn cho riêng mình, viết những đoạn văn cho riêng mình với những chủ đề khác nhau. Các em chúng ta có thể tự viết những đoạn văn nhé. Chúng ta sẽ sang bài tập 3 sách giáo khoa, trang 13. Bài tập 3 yêu cầu chúng ta đó là trong truyện Sơn Tinh Thủy Tinh, nhân vật Thủy Tinh còn được gọi là thần nước. Trong tiếng Việt, nhiều từ có yếu tố thủy có nghĩa là nước. Tìm một số từ có yếu tố thủy được dùng theo nghĩa như vậy và giải thích ngắn gọn nghĩa của từ đó. Cô sẽ gợi ý các em chúng ta làm bài tập này. Cô lấy các cái ví dụ như là thủy, thủy điện. Thủy điện có nghĩa là nguồn điện có từ năng lượng nước. Hoặc là thủy triều. Thủy triều tức là một hiện tượng nước biển, nước sông lên xuống trong một chu kỳ thời gian phụ thuộc biến chuyển thiên văn. Hay là thủy cung. Thủy cung tức là khu vui chơi giải trí trong nhà, mô phỏng cảnh đại dương với các loài sinh vật đại dương để du khách ngắm nhìn tham quan. Hoặc là thủy cư tức là sống ở trong nước. Có một số từ thủy nữa, là ngoài ra thì chúng ta thấy là thủy quái này, hoặc là thủy thú này, hoặc là thủy trình này, hoặc là thủy lực này, hoặc là thủy sản, vân vân và vân vân. Chúng ta sẽ sang bài tập 4 sách giáo khoa trang 13. Bài tập 4 yêu cầu chúng ta đó là giải thích nghĩa của các thành ngữ sau. Hô mưa gọi gió, oán nặng thù sâu. Trong mỗi thành ngữ thì các từ ngữ được sắp xếp theo kiểu là hô, gọi, mưa, gió, oán thù, nặng sâu. Hãy tìm thêm một số thành ngữ được tạo nên bằng cách tương tự. Cô sẽ gợi ý các em chúng ta trả lời câu hỏi này. Thứ nhất đó là hô mưa gọi gió, tức là người có sức mạnh siêu nhiên có thể làm được những điều kỳ diệu to lớn. Còn oán nặng thù sâu, tức là sự hận thù sâu sắc, khắc cốt ghi tâm, ghi nhớ ở trong lòng không bao giờ quên được. Trong mỗi thành ngữ thì các từ ngữ được sắp xếp theo kiểu đan xen như là hô gọi, mưa gió, oán thù, nặng sâu.
Như vậy thì thành ngữ mà được đan xen các cái từ ngữ theo cách tương tự đó là góp gió thành bão, hay là ăn gió nằm sương, hay là dãi nắng dầm mưa, đội trời đạp đất, chân cứng đá mềm, hay là ăn to nói lớn, vân vân và vân vân. Chúng ta sang bài tập 5. Bài tập 5 yêu cầu của chúng ta đó là tìm những câu văn có sử dụng biện pháp tu từ điệp ngữ trong văn bản Sơn Tinh Thủy Tinh của Huỳnh Lý Kể và nêu tác dụng của biện pháp tu từ này. Cô lại gợi ý cho các em bài làm bài tập 5. Như vậy chúng ta thấy là một người ở chúa vùng non cao, một người ở chúa vùng nước thẳm, cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng. Như vậy đây là biện pháp tu từ điệp ngữ và tác dụng của nó đó là gì? Nhấn mạnh sự ngang tài ngang sức, mỗi người một vẻ của Sơn Tinh và Thủy Tinh. Còn một số những cái biện pháp một số những câu văn sử dụng điệp ngữ nữa đó là gì? Đó là một người ở vùng núi Tản Viên có tài lạ, vẫy tay về phía đông nổi cồn bãi, vẫy tay về phía tây mọc lên từng dãy núi đồi. Một người ở miền biển tài năng cũng không kém, gọi gió gió đến, hô mưa mưa về. Như vậy thì tác dụng của cái biện pháp liệt kê này đó là liệt kê các phép lạ của Sơn Tinh và Thủy Tinh nhằm nhấn mạnh cái sự dứt khoát, hiệu nghiệm tức thì. Đấy. Còn một câu nữa có điệp ngữ nữa đó là gì? Nước ngập ruộng đồng, nước tràn nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi sườn núi, thành phong châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước. Như vậy thì tác dụng là gì? Đó là liệt kê những cái sự vật mà bị ngập, nhấn mạnh sự việc nước ngập mọi nơi lần lượt và tăng tiến, tức là từ xa đến gần, từ ngoài vào trong, và qua đó thì thể hiện cái sức mạnh, cái sự tức giận của Thủy Tinh. Như vậy cô vừa hướng dẫn các em làm 5 bài tập trong sách giáo khoa bài thực hành tiếng Việt trang 13. Cô chúc các em có một sức khỏe thật tốt, học tập tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em.